Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn, tôi tên là Phạm Đức Minh. Tôi rất vui và hạnh phúc lại trở lại cùng với quý vị anh chị trên kênh Online Education với nội dung Coi mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ trên kênh Online Education. Nội dung mà tôi đang muốn chia sẻ với quý vị anh chị đó chính là dấu vân tay. Chúng ta đang chia sẻ với nhau nội dung là trí thông minh đa ngôn ngữ, thì chúng ta đã đi được là các loại hình thông minh, ví dụ như là trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh logic toán học, là trí thông minh thị giác. Tôi đang chia sẻ với quý vị anh chị về ứng dụng dấu vân tay vào cuộc sống, thì tôi đang nói về các loại hình trí thông minh. Thế thì hôm nay nội dung mới mà tôi muốn chia sẻ tới quý vị anh chị và các bạn đó chính là trí thông minh vận động. Thưa quý vị anh chị nhớ nhé, hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị anh chị về trí thông minh vận động. Nói về ngón tay, tức là hai cái ngón giữa. Thưa với quý vị, đó. Thế thì trí thông minh vận động thì trong trường hợp này là đứng thứ 7. Thế thì trí thông minh vận động thì là thể hiện khả năng điều khiển thuần thục chuyển động của toàn bộ cơ thể hoặc một phần của cơ thể như bàn tay, ngón tay, cánh tay để giải quyết vấn đề, làm việc hoặc tạo ra một sản phẩm nào đó. Minh chứng rõ nhất cho mẫu người này là các vận động viên, nghệ sĩ trình diễn, vũ công hoặc diễn viên. Đó là chúng ta hiểu trí thông minh vận động là cơ bản như vậy. Thì trong trường hợp này là đứng thứ 7. Thế thì thưa với quý vị anh chị và các bạn, vậy thì cái tỷ lệ phần trăm trong trường hợp này như thế nào, kỹ năng ra làm sao, sở thích ra làm sao, phương pháp học như thế nào thì chúng ta cũng sẽ được đi chi tiết. Thưa quý vị anh chị, tỷ lệ phần trăm trong trường hợp này là 10,82%. Kỹ năng là điền kinh, khiêu vũ, nghề thủ công, diễn xuất, sử dụng công cụ. Về sở thích thì thưa với quý vị là đi lòng vòng, chạy, chạm vào đồ vật hay nói chuyện, sử dụng ngôn ngữ, cơ thể. Đó chính là sở thích. Phương pháp học là đụng chạm, di chuyển, tiếp thu và xử lý kiến thức thông qua các giác quan. Thưa quý vị, về nhu cầu như là mình mong muốn là diễn kịch, vận động, thể thao, các trò chơi, thể chất, học bằng thực hành. Đó chính là về nhu cầu. Thế thì thưa với quý vị anh chị và các bạn, đối với trí thông minh vận động thì nghề nghiệp phù hợp bao gồm vận động viên thể thao, bác sĩ vật lý trị liệu, người mẫu, thợ cơ khí, biên đạo múa hay là diễn viên, nghệ sĩ, đạo diễn võ thuật, nghệ nhân thủ công, vũ công, nhà phát minh hay là bác sĩ, y tá, diễn viên xiếc, huấn luyện viên thể dục, trọng tài thể thao, nhân viên thi hành luật hay là quân nhân, vân vân. Đó chính là những cái ngành nghề phù hợp dành cho trí thông minh vận động nổi trội. Nhưng trong trường hợp này là 10,82%. Nổi trội quý vị anh chị nhớ là trên 13%. Đó. Thế thì các doanh nhân quý vị anh chị cũng sẽ biết trong cuộc sống thì rất là nhiều. Thế thì nói đến trí thông minh vận động thì cái khuyến nghị cho trí thông minh vận động là như thế nào? Thì thưa với quý vị, anh chị và các bạn, sử dụng máy tính có thể giúp phát triển và rèn luyện khả năng phối hợp giữa các ngón tay hay là giữa tay và não bộ. Đó, có thể giúp trẻ học tập chủ động hơn. Thế một số ứng dụng khác, ví dụ như là các phần mềm trò chơi cho phép trẻ sử dụng bàn phím, chuột, bộ điều khiển hay là Nintendo, tức là các cái phần mềm điều khiển hay là chương trình học tích hợp tính năng cho phép trẻ di chuyển vật thể trên màn hình hay là chương trình MC Online kết hợp với các bảng tương tác iPad, iPhone, vân vân. Đó chính là những cái điều mà chúng ta nên sử dụng. Thế còn các cái khuyến nghị trong giáo dục cụ thể cho từng trường hợp một thì là tham gia các hoạt động đội nhóm thể thao, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Thì đấy là cái khuyến nghị thứ nhất. Cái khuyến nghị thứ hai là rèn luyện các mối hay là rèn luyện các cái
môn hay là các cái bộ môn thể thao cá nhân như bơi lội, gôn, đen nhít, thể hình. Cái khuyến nghị thứ ba là tập các môn võ thuật như là aikido, judo hay là karate, hoặc các nghệ thuật thủ công như làm mộc, làm điêu khắc, may đan lát vân vân. Hay là chúng ta làm học các cái chương trình yoga cũng là một cái phương pháp hữu hiệu để nâng cao kỹ năng vận động, mang lại sự thư giãn cho cơ thể. Hay là trò chơi điện tử giúp rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn. Tham gia các lớp dạy khiêu vũ nghệ thuật, khiêu vũ hiện đại, khiêu vũ cổ điển, ballet vân vân. Làm công việc thủ công mà bạn ưa thích như làm vườn, nấu ăn, lắp ghép mô hình. Hay là các cái chương trình bịt mắt và khám phá mọi vật xung quanh bằng tay. Sưu tập bộ đồ vật làm từ nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như lụa, giấy giáp, giấy vân vân. Hay là tập làm các tiết mục ảo thuật. Điều đó không những là giúp nâng cao được cái sự khéo tay mà còn kích thích khả năng sáng tạo của bạn. Đó là trí thông minh vận động, thưa quý vị. Thế thì nói đến trí thông minh vận động, tức là xin nhắc lại với quý vị anh chị là mình vận động toàn bộ cơ thể hay một phần trong cơ thể như ngón tay, bàn tay để giải quyết công việc hoặc để tương tác hoặc để tạo ra một sản phẩm. Vậy, thưa quý vị. Thế thì đây là một cái nội dung rất thiết thực và ý nghĩa trong quá trình rèn luyện, phát huy trí thông minh vận động. Đặc biệt là khi quý vị anh chị biết rằng trẻ nhà chúng ta hay con nhà chúng ta hay con của vợ đang có cái trí thông minh nổi trội là ví dụ nó trên là 13%, thì chúng ta nên khuyến khích con em chúng ta thực hành như vậy, làm như vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Và ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta định hướng cho trẻ những cái ngành nghề phù hợp như vậy thì so với những trẻ khác thì giảm về công sức, giảm về cái độ vất vả, giảm tiền bạc, thời gian mà giúp trẻ đạt được cái kết quả rất là tốt. Vì đó là những cái năng lực, năng khiếu bẩm sinh trong trẻ. Đó chính là cái giá trị cốt lõi của trẻ. Nếu chúng ta đồng hành cùng trẻ ngay từ đầu thì rất là tuyệt vời. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã theo dõi video mà tôi chia sẻ. Tôi nghĩ rằng đó rất hữu ích và cần thiết cho quý vị, anh chị và các bạn để mà mình hướng dẫn nuôi dạy con cái phát triển cho con em chúng ta một cách trưởng thành nhanh nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Có thể video này chưa giúp được quý vị, anh chị và các bạn nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng nó rất có ích cho cuộc sống. Nếu quý vị thấy nó đúng ý nghĩa, xin hãy đăng ký, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.